là quê Thanh Hóa không? Có ai ở Quảng Ninh Thanh Hóa không Hà Nội không? Chỗ này là sâu bao nhiêu? Ngay vị trí này thì sâu khoảng bao nhiêu mét? Em khoảng 5 mét. À. Trường Sơn Thanh Hóa nhá. Nào, ôi dồi ôi, đẹp thế nhỉ. Đấy. Con này đấy. Nào, quân ta cũng phải tạo dáng tí chứ nhỉ. Tưởng mình ấy. Đứng lên ngủ đi về nhá. Biết rồi. Làm lên tóm cái này thôi luôn đấy. Nhiều khách rơi máy, toàn máy đắt tiền. Không làm gì luôn.
Nào, xin chào Titanic đi. Nào, chào Titanic nào. Ngồi mà bay thì làm sao mà. Đây rồi, đây rồi. Đứng mà bay. Nào, vẫy tay đi, xin chào đi. Đây rồi, đang đây rồi. Rồi, ôi, tuyệt vời. Cứ muốn sẵn quần xuống mà không xuống được. Máy này không tụt được cái máy không. Ôi trời ơi. Này, bỏ làm ta xuống. Xuống ngay như bỏ mà chỉ biết. Mà bắt đời kia. Quay không được, quay cái chuột. Sao đâu, máy của chúng chắc lắm, người sao được. Quay cái này, đem. Từ hôm qua vào nhau. Quay chuột. Đang quay, đang quay. Quay này. Đang chiến đấu đấy. Đang chiến đấu để lên YouTube đấy. Bạn tâm làm Titanic đi. Bạn làm Titanic đi. Làm đi, dám ở đi. Nghe tiếng Titanic đi, đúng rồi. Đúng rồi. Đây là Titanic phà muôn độ. Titanic phà muôn độ. Hai thứ. Nó lên là lúc ở đây luôn mà. Rồi, con này thì tuyệt vời rồi. 5 mét nữa bằng